Ban chuyển giao quyền lực của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay vừa thông báo là bà Kellyanne Conway sẽ được chọn làm cố vấn Tổng thống của ông Trump. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, ông Trump cho biết rằng bà Conway là một cố vấn tin cậy và là một nhà chiến lược đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Bà Conway từng là một nhà thống kê và chiến lược chính trị và là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quản lý chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng cử viên thắng cử. Theo tin của tin Washington Post, bà Conway từng do dự về việc tham gia chính quyền của ông Trump với lý do áp lực công việc sẽ ảnh hưởng tới thời gian của bà dành cho gia đình. Với vị trí cố vấn Tổng thống, bà Conway sẽ cố vấn cho ông Trump mọi vấn đề, cũng như sẽ giới thiệu các kế hoạch của Tòa Bạch Ốc.